sáng nay ngày 7 tháng 4, anh Phi với chị Thư đang có mặt tại cửa hàng Abo. Sáng nay thì anh Phi có làm một cái đơn hàng giao cho Lazada. Anh Phi chọn làm cái con sư tử song đấu để nói thêm về những vấn đề về Yoyo, so sánh các dòng Yoyo nhé. Còn bây giờ thì anh Phi với chị Thư sẽ có một cái đơn hàng nho nhỏ. Các bạn xem coi hôm nay anh Phi với chị Thư nhập hàng gì vô nhé. Đơn hàng ngày hôm nay thì ít thôi các bạn, nó chỉ có một cái tờ giấy tem như thế này thôi, chứ lại thêm một chút xíu nữa thôi nha. Cũng ít cho nên nó là không có nhiều hàng để giới thiệu cho các bạn đâu. Bây giờ thì anh Phi sẽ khui thùng để dán tem, và có khả năng là nếu được thì anh Phi sẽ giới thiệu với các bạn từng mã hàng nha. Rồi đây các bạn, anh Phi đã khui cái thùng hàng thứ nhất ra rồi. Và món hàng đầu tiên đó chính là một cái sản phẩm có mã hàng là IB774. Nó là một cái con quay, có một tay quay ha, một cái bàn đấu màu đỏ phía dưới và hai con quay. Các bạn có thể lắp ráp nó thành hai con quay dạng của Baylex. Hàng này không phải là hàng dạng của công ty, cho nên là anh Phi để nó bên phần vận động nha các bạn nhé. Yêu đồ chơi trẻ em, nhóm hàng là vận động chứ không phải là nằm trong con quay đâu nhé. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ qua tiếp tới cái mã hàng thứ hai đây. Mã hàng kế tiếp trong thùng hàng thứ nhất đó chính là một cái mã hàng bộ đồ chơi bác sĩ, và tất nhiên là không bao gồm em bé này nha các bạn. Những cái bộ này sau khi khui ra nó sẽ là như thế này. Nó sẽ có những cái đồ dùng. Ở dưới này thì nó có hai mã lần 275 và 276. 275 là khám răng, 276 là bác sĩ thông thường. Nó có một cái khẩu trang nữa ha các bạn ha. Đây, cái khẩu trang. Và tất nhiên là nó bằng nhựa nha các bạn, nó không phải bằng khẩu trang thật đâu. Nếu mà khẩu trang thật thì các bạn có thể lấy từ cái khẩu trang của mình á, các bạn đeo vô ha. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ dán tem cho nó. Sau khi mà nhập hàng vô thì nó có cái túi dây đeo như thế này nha các bạn. Anh Phi sẽ để nó trong nhóm hàng bác sĩ nha. Đeo như là bạn đi khám bác sĩ này nè, như là bạn bác sĩ nhí này nè nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ qua mẫu hàng kế tiếp nha. Rồi mã hàng kế tiếp trong thùng hàng thứ nhất đó chính là một cái chiếc xe điều khiển từ xa F1 ha. Cái kiểu của nó là xe điều khiển từ xa F1 đó các bạn. Mã hàng của nó là JI228. Đây cái tay điều khiển của nó đây, nó dùng hai pin AA nha. Pin của nó là nó có hai mã nha. JI2228 là pin sạc ha. Thằng này là pin sạc các bạn ơi. Nó nhỏ chiếu vậy mà nó dùng pin sạc nha, pin sạc 3.7V, nhưng mà theo anh Phi đoán thì nó khoảng 300mAh thôi, không nhiều đâu. Đó. Thường những cái xe nhỏ cái học pin nó nhỏ lắm cho nên là nó không có cho nhiều cái viên pin nó không có to lắm nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ qua mã hàng kế tiếp. Sẵn tiện nói về xe điều khiển từ xa thì anh Phi có một số thông tin để anh Phi có thể trao đổi với các bạn như thế này. Một là những cái xe điều khiển pin sạc các bạn thường hay mong mỏi là chạy bao nhiêu lâu, các bạn thường hay hỏi anh Phi, nhưng mà cái số thời gian các bạn hỏi anh Phi nó khá dài. Chẳng hạn như các bạn hỏi thì mấy tiếng, các bạn hỏi thì được 1 tiếng không, không đâu các bạn. Thường xe điều khiển pin sạc mà những cái dòng mà cơ bản và ngay cả những dòng cao cấp cũng vậy, thời gian điều khiển thường là khoảng từ 15 cho tới 20 phút thôi nha các bạn, cho mỗi lần sạc. Và các bạn có thể đầu tư thêm những cái pin rời như thế này để nâng cái thời gian chơi lên. Nhưng mà theo anh Huy khuyến cáo là các bạn nên mua những cái viên pin mà cái dung lượng nó khoảng 800mAh đổ lại thôi, đừng có mua quá cao. Thứ nhất, mua quá cao cái thời gian sạc nó rất là lâu. Cái thứ hai là mỗi lần sạc cái thời gian nó khá lâu như vậy, cho nên các bạn chờ nó rất là mệt mỏi. Cho nên đó là các bạn mua những cái viên pin sạc cái dung lượng nó khoảng 800 đổ lại. Thay vì các bạn mua một viên 1.200 thì các bạn mua 2 viên 800 hoặc 3 viên 800 các bạn sạc và các bạn thay đổi. Và nên nghỉ giữa những cái lúc mà thay pin nhé. Chẳng hạn như các bạn chơi xong 15 phút thì các bạn nên nghỉ 5 phút để cái motor nó nguội lại. Chứ các bạn vớt nó liên tục là nó hư cái chổi thang và nó hư cái motor là đem đi dục chiếc xe luôn á nha. Rồi anh Phi chia sẻ thêm một chút xíu về pin nó như vậy. Hoặc là các bạn dùng những cái dòng pin sạc mà pin sạc rời thì các bạn có thể mua những cái pin rời này nè, các bạn cho vô các bạn chơi. Nhưng mà nó tiện là bỏ vô là chơi ngay không cần sạc, nhưng nó bất tiện là nó tốn tiền pin, thì tùy cái cách các bạn ha, các bạn chọn thôi. Còn viên pin sạc tép kiểu này thì các bạn nên mua thêm pin, và khi mua thêm pin thì nên 800mAh đổ lại thôi, kể cả viên pin như thế này ha. Viên pin như thế này thì cũng khoảng 700mAh đổ lại thôi, đừng có mua 1.200 sạc rất là cực. Một tiếng nó có 200mAh thôi mà các bạn sạc 7-8 tiếng mới lại viên pin. Và khi các bạn chơi á, thì biết là chơi sẽ được lâu nhưng mà nó rất là bất tiện nha các bạn nhé. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ qua mã hàng kế tiếp. Anh Phi có mã hàng kế tiếp rồi đây các bạn. Và chị Thư thì đã tháo chiếc xe này ra để chụp hình chi tiết rồi. Viên pin của nó là 800mAh nha các bạn, chứ không phải là 300 như anh Phi nói đâu, 800mAh
và có khả năng là nó dao động từ 500 tới 800 tùy cái đợt hàng của sản phẩm về. Rồi mã hàng kế tiếp của chúng ta đó chính là một bạn Sogoku. Anh Phi rất là thích dòng truyện tranh này nha các bạn nhé. À, bởi vì khi anh Phi khoảng lớp 7, lớp 8 là bắt đầu anh Phi đọc truyện tranh á, thì cái bộ 7 viên ngọc rồng này đó là nó tái bản lần thứ 3 rồi. Lúc đó là khoảng lần thứ 3 rồi nha. Bạn Sogoku ở ngoài cái hộp nó là như vậy, nhưng phía trong này là nó sẽ là cái con màu xanh như thế này nha các bạn nhé. Anh Phi thì không xem, nhưng mà sau này cái bộ mà phát triển lên sau này thì anh Phi lại ít xem. Anh Phi chỉ xem cái bộ gốc ngày xưa thôi, là nó đánh tới ma bư thôi các bạn, nó đánh tới cái con ma bư ốm thôi là nó ngừng rồi. Cho nên những cái nhân vật ma bư, những nhân vật Sogoku sau này thì anh Phi cũng không có nghiên cứu sâu, cho nên anh Phi không có biết được rằng là cái này nó kết hợp giữa cái nào. Nhưng mà nó đeo đôi bông này chắc có thể là anh Sogoku kết hợp với anh Vegeta, anh Phi đoán vậy. Các bạn nếu mà rành thì cho anh Phi thông tin này nhé. Mã hàng này sẽ là 2223 nhé. 2223 2223 rồi, đây có 7 viên ngọc rồng áo xanh tóc xanh. Anh Phi sẽ gọi nó là như vậy nhé. Anh Phi sẽ không gọi cái tên của nó, tên của nó anh Phi sẽ để cho các bạn nhé. Các bạn comment giúp anh Phi xem nhân vật này tên gì nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn trước nha. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ qua mã hàng kế tiếp nha. Anh Phi đã có mã hàng kế tiếp của thùng thứ nhất rồi đây các bạn. Hai mã hàng này nó gần giống như nhau nha, hai cái hộp nó y chang nhau. Nó làm cho cùng một cái dòng sản phẩm, nhưng mà làm hộp bề ngoài giống nhau, nhưng cái mã dưới này thì khác nhau chút xíu. Cái này là có A cuối 01 IB Y 195A, và ở đây là 01 IB 195 thôi, nó không có A. Cầm trên tay thì hai con này nó nhẹ hơn nha các bạn, con này nó nặng hơn. Tất nhiên là cái giá con này nó sẽ cao hơn, nó nặng thì nó nhiều đồ hơn. Chúng ta sẽ không biết ở trong này nó có cái gì đâu, chúng ta sẽ phải review chi tiết và cụ thể mới biết được. Phải cắt băng keo ra mới lấy ra ngoài mới biết được nha. Cái này là nó làm chung nha các bạn, chứ không phải nó có tất cả cái này, hoặc là tất cả, hoặc là nó chỉ là một món nào trong đó thôi. Chẳng hạn như cái món này nặng nhất nè, có khả năng con này với món này, và cái món này nặng nhẹ thì có khả năng cái này với cái này nha. Cái này với cái này, tùy cái con búp bê nó với cái gì nó sẽ có cái mã. Không A là con này chắc nè, không A là con này, A B chẳng hạn vậy ha. Cái cách nó sẽ là vậy, con này thì nhẹ hơn một chút xíu. Đây là một con búp bê rất là đẹp nha các bạn nhé. Nó mặc một cái áo, cái dạng áo đầm công sở ha. Nó có cái đầm sọc đứng nè, làm cho con búp bê chúng ta cảm thấy con búp bê nó cao hơn. Màu đen thì nó quý tộc chút xíu ha, màu mắt rồi mi rồi làm thì khá là đẹp, mắt thủy tinh nha các bạn nhé. Và khớp tai, nó có khớp tai, khớp khỉu tai và khớp vai luôn. Và bây giờ anh Phi đang quan sát xem coi nó có cái khớp ngay đầu gối hay không. Con này thì không thấy các bạn, nó mặc đầm sâu xuống, nhưng mà con này nằm mặc đầm ngắn nè, cho nên chúng ta sẽ thấy được nó có cái khớp ngay cái đầu gối nha các bạn nhé. Nó có khớp ngay cái đầu gối và đôi dài của nó là đôi bút cao lên. Còn con bên này thì cái đôi bút nó cái đôi dài thường thôi, đôi dài cao gót thông thường thôi nha. Ánh sáng nó đang sập xuống cho nên là nó chưa không được đẹp lắm nha các bạn nhé. Hình quay thì nó không được đẹp lắm, xích ra ngoài này thì nó sẽ đẹp hơn nè. Những con búp bê này khá là xinh nha, những cái dòng búp bê từ cái cánh hàng bên này anh Phi rất là thích. Hồi xưa thì có dòng anh Lily, còn sau này thì có một số dòng này thì búp bê xinh nha. Rồi, hai mã hàng này anh Phi sẽ kết thúc và anh Phi sẽ qua cái mã hàng kế tiếp. Các bạn, hai mã hàng cuối cùng của thùng hàng số 1. Đây, thùng hàng số 1 không còn gì trong này nữa đâu các bạn. Và nó cũng làm chung hộp giống như hai mã búp bê khi nãy, nhưng mà hai con này thì nó tương xứng với nhau. Nó chỉ thay đổi là cái nhân vật phía bên trong cái sản phẩm thôi. Con này là L012-2 dành cho 36 tháng nha, là 3 tuổi đổ lên đó các bạn nha. Thường đồ chơi thì nó không dành cho trẻ nhỏ dưới 3 tháng, ở dưới 3 tuổi. Thường các dòng đồ chơi nói chung đó các bạn, nó không dành cho trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. Bởi vì đặc thù của các bạn 3 tuổi á, dưới 3 tuổi là hay bỏ miệng nhai nha. Cho nên nó là đồ chơi thông thường họ sẽ có những cái dấu hiệu này. Đó. Còn các bạn muốn mua đồ chơi cho trẻ dưới 3 tuổi thì nên ghé vào mẹ và bé và chọn những cái đồ chơi xịn nha. Chọn những cái đồ chơi xịn của những hãng nổi tiếng của châu Âu thì càng tốt. Còn đồ chơi nói chung thì mua cho trẻ trên 3 tuổi thì nó tương đối thoải mái hơn chút xíu. Đây là một cái bộ đồ chơi xe đẩy búp bê. Và anh Phi quan sát là nó có cái củi nữa. Đây, có cái củi nè ha. Đấy ha, đây là cái cách để lắp ráp nè, nó có cái củi nè, nó có cái bô nữa ha. Vậy là tính nhiên là trong này nó có nhiều thứ nhé.
và chúng ta cần một cái clip cụ thể để biết. Đây nó có cái bàn ăn nữa nè các bạn nhé, không biết chính xác là có bàn ăn hay không nữa, nhiều khi cái hộp này nó làm chung cái chắc chết luôn á nhé. 12 trong 1 nhé, 12 trong 1 collection up, vậy là nó có nhiều thứ ở trong này nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ qua thùng hàng số 2 đây. Thùng hàng số 2 anh Phi đã khui ra rồi đây các bạn, trong này nó chỉ có 3 mã hàng thôi. Ở đây là một cái chú voi đánh trống nhé. Thường những cái đồ chơi dùng pin như thế này thì anh Phi sẽ phân vô cái mã nhóm hàng là chơi pin nhé. Chơi pin, đúng ra là dùng từ đồ chơi pin nó sẽ hay hơn. Anh Phi sẽ cân đối xem coi là dùng chơi pin hay là đồ chơi pin. Nhưng mà trước mắt thì nó nằm trong chơi pin nhé các bạn nhé. Chỉ cần bỏ pin vào là nó hoạt động thôi, nó sẽ đánh trống ở chỗ này. Nhưng mà đánh trống thì chẳng qua tay, nó nhúc nhích thôi. Nó sẽ có đèn nha, nó có đèn ở trong này khá là xinh. Và cái bạn này có khả năng là di chuyển hai cái chân. Đây, di chuyển hai cái chân nha. Đây là bạn voi, anh Phi tạm gọi là đồ chơi dùng pin voi đánh trống. Nó có hai màu, nó có hai màu khá là dễ thương các bạn thấy không. Một con là màu xanh, áo màu xanh dương. Một con là áo màu cam. Và bây giờ thì anh Phi sẽ chuyển qua cái mảng này. Mảng này thì anh Phi sẽ phân nhóm ở trên yêu đồ chơi trẻ em.com, đó là bánh sinh nhật. Anh Phi sẽ tách ra thành bánh sinh nhật ha, có khả năng sau này nó sẽ trở thành một cái nhóm là đồ chơi và đồ dùng cho sinh nhật luôn đó các bạn nhé. Sau này chúng ta sẽ cân chỉnh, nhưng mà tạm thời thì gọi nó là bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật thì nó có những cái bánh pin như thế này, nó cho pin vào và nó hoạt động, nó có những cái vòng quay, nó có đèn, nó có hát happy birthday, hoặc là những cái bánh cơ bản hơn, đơn giản hơn. Hoặc là nó có những cái bánh sinh nhật cắt chẳng hạn, nó cắt ra. Các bạn có thể mua về để chơi hoặc dùng để trang trí cho sinh nhật và là chơi trong tiệc sinh nhật luôn cũng được. Mã hàng của nó sẽ là 294, nó sẽ có hai màu, màu hồng và màu xanh dương. Và mã hàng kế tiếp đó chính là cây đàn. Thời gian gần đây các bạn tìm những cái mã đàn như thế này khá là nhiều. Một là đàn, hai là cộng với ghế luôn nhé. Cái đàn cộng với ghế. Đàn này thì nó có rất là nhiều thông tin ở trên này các bạn. 37 key là 37 phím các bạn ha. Rồi multi tông, rồi có nhiều tông nhạc khác nhau. Rồi có thể điều chỉnh được volume, có thể hát từ micro, có ghế ngồi chẳng hạn. Có một cái bệ để cho các bạn để cái bài nhạc lên để các bạn đánh. Nếu các bạn rành về nhạc thì các bạn có thể đánh cái đàn này như cái đàn một cái đàn thực thụ nhé. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ qua thùng hàng thứ 3 nha. Các bạn, thùng hàng số 3 anh Phi đã khui ra rồi. Và mã hàng đầu tiên mà anh Phi muốn giới thiệu với các bạn đó chính là... Ôi chú cha, nó hơi chói nắng một chút xíu. Đây chính là một bạn cá mập nha, một con cá mập với một con cá kiếm. Đây con cá kiếm màu trắng nè các bạn ha. Đây con cá mập. Con cá mập này là một con cá mập điều khiển và nó chạy trên cạn nha các bạn. Cho nên anh Phi gọi nó là đồ chơi con vật điều khiển cá mập chạy trên đất nha. Cái này nó mất cái chữ đất rồi ha. Cá mập chạy trên đất ha, chứ không phải chạy dưới nước nha. Nó có một cái mã hàng bơi dưới nước nữa, nhưng mà anh Phi không lấy hàng về. Bởi vì cái thứ nhất, bơi dưới nước rất là khó để test ở tại Abo. Cái thứ hai, chơi dưới nước nó rất là dễ hư và nó nguy hiểm với các bạn. Bởi vì các bạn di chuyển ra ngoài sông, ngoài mương. Cho nên anh Phi lại đặt cái mã hàng này là nó chạy ở trên cạn thôi, nó bơi ở trên cạn nhé. Không phải là nó bơi trên cạn đâu, mà là nó chạy ở trên cạn. Chị Thư kêu là chạy ha, anh Phi đặt là bơi, chị Thư kêu đặt là chạy. Ở mắt nó có đèn nè, nó có thể chích nước vào. Cái con cá kiếm này là cái bình nước nha các bạn nhé. Nó thiết kế khá là hay. Con cá kiếm này là một cái bình nước, các bạn lấy nước các bạn đổ vô trên lưng của con cá mập nè. Đây nè, ngay đây nè, trên lưng cá mập là khi mà chạy là nó sẽ phun cái hơi xương ra nè. Cái đuôi nó có thể lúc lắc được nè nhé. Cũng khá là hay á các bạn ha, đẹp nữa. Nó thiết kế khá là đẹp. Đây. Đây ha. Điều khiển nè, forward, backward nhé. Rồi cái này là cái đèn truyền tín hiệu. Cái này là kênh ABC. Các bạn cứ hỏi anh Phi cái kênh ABC này hoài. Kênh ABC là chẳng hạn như cái tay điều khiển này kênh A thì con cá mập nó sẽ là kênh A. Đó, chẳng hạn như các bạn mua được con cá mập kênh B thì các bạn chuyển qua. Một tay điều khiển này nó điều khiển được cho ba con ABC. Nhưng mà hiếm khi tìm lại được cái đó lắm các bạn. Hiếm khi tìm được con cá mập ABC lắm nha. Rồi này là hướng dẫn về tay điều khiển ha. Đây con cá mập. Đó, đẹp lắm các bạn, nhìn ở ngoài đẹp lắm, nhưng mà khi mà quay vào cái ánh nắng nó hơi chói chút xíu cho nên các bạn sẽ khó thấy. Nhưng mà con cá mập này nó dài khoảng bao nhiêu chúng ta sẽ thắc mắc. Khoảng một gang tay rưỡi của anh Phi là khoảng 30 cm nha, khoảng đó nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ qua mã hàng kế tiếp đây. Rồi đây các bạn, anh Phi lấy các cái mã hàng kế tiếp trong thùng số 3 lên rồi. Ở đây sẽ có 2-3 chiếc xe trớn, 1-2-3-4-5 mẫu xe trớn.
và hình như nó còn một mẫu nữa các bạn. Hồi tính sao là đây nó còn một mẫu nữa nè các bạn. Đây, nó còn một mẫu nữa. Đây ha. Mẫu này sẽ có mã là 698675A. Rồi anh Phi, bây giờ anh Phi đặt máy xuống để anh Phi giới thiệu từng mẫu cho các bạn nha. Rồi đây anh Phi sẽ giới thiệu từng mẫu với các bạn đi. Giờ 98675A đi. Đây là 98675A. Đây là một cái dòng xe trớn nhựa, cho nên anh Phi sẽ phân nó vào nhóm xe trớn. Còn xe trớn kim loại á, kim loại đa phần á, kim loại nhiều á, thì anh Phi sẽ phân vào mô hình tĩnh. Cho nên nó sẽ chia thành hai mảng xe trớn nha các bạn nhé. Trong mô hình kim loại và xe trớn, các bạn tìm trong hai nhóm hàng đó các bạn sẽ thấy các mẫu xe trớn. Mà thường với độ tuổi của các bạn thì chắc các bạn chơi Hot Wheels nhiều hơn. Hot Wheels thì bây giờ đang hiếm các bạn, anh Phi đặt về hôm nay mà chưa về. Bây giờ thì giới thiệu dòng xe này. Dòng xe này là một cái mẫu xe trớn nhựa, cũng khá là to ha, một gang tay anh Phi hơn. Con này dài khoảng tầm 25, 26 cho tới 28cm. Ở đây nó có pin đèn, giật cái chốt này ra, nhấn những cái nút này nó sẽ lên pin đèn. Và xe này nó sẽ chở những cái xe trớn ở phía trong nữa nha các bạn nhé. Nó sẽ bơm bung ra như thế này nè. Đây, cho nên anh Phi tạm gọi nó là đồ chơi xe trớn nhựa, xe tải chở xe màu vàng ha, chở xe màu vàng. Đó, đây một mẫu. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tới thêm một mẫu nữa, cũng giống vậy, nhưng mà xe này cái kiểu của nó là xe cứu hỏa. Cái màu xe cứu hỏa thì cái cách chơi cũng giống vậy, xe trớn chở xe cứu hỏa, cho nên là đồ chơi xe trớn nhựa, xe tải chở xe màu đỏ ha, màu đỏ. Nó cũng không có rõ ràng là xe cứu hỏa các bạn, cho nên là anh Phi cũng không có phân nó vào cứu hỏa nha. Ở đây dân trắng cũng sẽ có pin đèn nha, chứ không phải pin chạy nó khác với pin đèn. Và khi mở ra nó sẽ có những cái như thế này nha. Rồi thêm một mẫu xe trớn kế tiếp nữa ha. Cái thùng hàng này xe trớn hơi bị nhiều. Đây là một cái mẫu xe trớn, mã hàng của nó là 988-605D. Xe đồ chơi xe trớn nhựa, xe ben cát, tháo ráp được. Tháo ráp được là ở đây nè các bạn, nó có một cái con vít với ba đầu vít nha. Các bạn tháo những con ốc này nè để các bạn lấy những cái bánh ra được. Và các bạn có thể mở cái thùng này ra nè, nó giống như Lego các bạn nè. Cái nút ở chỗ này là tròn tròn giống như Lego vậy đó, các bạn có thể mở nó ra được. Ở đây nó có hai con tán nha, ở đây nó có hai con tán ở dưới này. Rồi cái cách nó khá là đẹp. Đây cái cách mở của nó đây các bạn. Ôi anh Phi xém ho luôn nè. Mở ốc ra được nè, mở con ốc đầu để lấy ra nè, mở con ốc này nè lấy ra nè, mở mấy con ốc này để lấy ra được luôn nè. Khá là hấp dẫn ha. Mẫu xe này thì nó còn các mẫu này nữa, nhưng mà trước mắt thì anh Phi có mẫu màu vàng, xe ben cát. Và đây là xe mà các bạn hay gọi là xe rác hay là xe vệ sinh môi trường, thì cái cách chơi nó cũng giống như vậy. Mã hàng của nó sẽ là 988-607D. Các bạn có thể tìm nó được trong cái nhóm hàng xe trớn trên yêu đồ chơi trẻ em.com nhé. Các bạn có thể tìm mua ở trên đó luôn. Các bạn đặt ở trên đó, các bạn để lại địa chỉ và số điện thoại, nhất là số điện thoại. Anh Phi sẽ gọi điện để check cái đơn với ba mẹ, và sau khi thống nhất được với ba mẹ, anh Phi sẽ kết đơn hàng, anh Phi gửi hàng cho các bạn. Đơn giản vậy thôi ha, không có giải thích nhiều nữa. Các bạn có thể tháo ráp được ha, khá là hay ho đó. Cái mẫu này nó mới về. Còn mẫu này thì cũng khá là hay ho nữa đây các bạn. Nhưng cái mẫu xe trớn sau này á, một là nó có pin đèn ha, một số dòng nó có pin đèn. Hai là nó có cái độ bền. Khi các bạn bấm vậy nè là các bạn sẽ nâng được cái này lên nha. Các bạn nâng được cái này lên. Đó, sau khi nâng cái này lên xong á, các bạn bấm cái này là nó sẽ xì xuống, là nó sẽ hạ xuống. Đây, các bạn thấy không? Đó, bấm cái này nó sẽ nâng lên. Do ở trong này thì nó không có rõ ràng về cái khu vực, cho nên là anh Phi không làm được nha. Để coi con bên này coi. Anh Phi nghĩ là phía trong này nó đang cái ống hơi của nó kẹt rồi, cho nên là chúng ta sẽ không bơm nó lên được đâu. Chúng ta sẽ phải tháo nó ra rồi chúng ta mới bơm lên được ha. Đó, cái cách chơi của nó sẽ là như vậy. Thôi thì bây giờ anh Phi sẽ thử một chiếc cho các bạn xem nha. Rồi anh Phi tháo nó ra rồi đây các bạn. Hồi nãy giờ anh Phi làm sai thao tác. Đây anh Phi tháo nó ra, cận cảnh nó đây ha, khá là đẹp. Thường khoảng một gang tay máy của anh Phi thì chiếc xe này nó sẽ có bao nhiêu dài nhỉ? Anh Phi sẽ lấy cây thước đo ra đây, anh Phi đo cho các bạn xem luôn. Nó khoảng 25cm nha các bạn nhé. 25cm à, phải đo thôi các bạn, chứ để nhiều khi anh Phi chụp về nè, cái anh Phi giấu cái tay đi, các bạn nhìn các bạn nói trời ơi chiếc xe to quá, mua về nhà các bạn trời ơi, không như tôi tưởng tượng. Đi mua hàng mà cứ tưởng tượng không là không được nha các bạn nhé. Các bạn phải có những cái thông tin về kích thước nha. Rồi cái cách chơi của nó là bơm lên, mà nãy anh Phi bấm này, không phải bấm cái này nha các bạn, phải bấm cái này nè. Bấm cái này nó mới lên nè. Nè, bấm bơm hơi lên nè, thấy không? Đó, ben cát ra.
bơm lên hết là nó không có ben nữa được, còn cái này là bấm cái này là xả hơi để nó hạ xuống ha, ben cát lên ha, chở cát tới chỗ ben lên. Có rất là nhiều ý tưởng xoay quanh cái này. Còn cái này rút dây chim pin ra thì các bạn bấm ở đây sẽ lên đèn lên âm thanh ha. Cái cách của nó sẽ là như vậy nha các bạn nhé. Hồi nãy anh Phi làm sai, không có bấm ở đây mà phải bấm ở đây mới bơm lên được nè. Đó, thấy không, bấm ở đây hạ xuống không, khá là hay ho đó các bạn ha. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ qua các mã hàng kế tiếp nhé. Rồi, anh Phi thui cái thùng hàng số 4 ra rồi các bạn. Thùng hàng này thì ở đây nó sẽ có 5 mẫu búp bê hai chị em, nó cùng một mã nha các bạn, nhưng mà nó khác cái màu ở phía bên trong. Cái này là hai chị em búp bê áo đỏ, hai chị em búp bê áo sọc ngang, hai chị em búp bê sọc caro xanh. Mấy con này đẹp không mà các bạn ha. Áo đầm hồng. Còn cái này anh Huy không biết gọi là áo gì, áo thun hả? Áo thun trắng, trắng hồng, khá là đẹp ha. Ở đây có khớp kiểu tay nè các bạn. Ở đây có khớp kiểu tay nè, cùi chỏ nè. Và để anh Phi coi coi ha, con này nó mặc đầm ngắn cho nên chúng ta thấy là nó có khớp đầu gối luôn nha các bạn nhé. Và cái bạn nhỏ này thì có khớp kiểu tay luôn. Bạn nhỏ thì anh Phi cũng thấy là ha. Bạn nhỏ thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái phần ở phía dưới đây ha, ngay cái gọi là cái gì ta? Cái cổ chân á các bạn, lúc lắc được luôn nha các bạn nhé. Đấy, con này thì đây kiểu tay vai rồi đầy đủ ha. Chúng ta xem ở tất cả các mẫu thì chúng ta sẽ thấy mã hàng này sẽ là mã hàng gì ta? À, H204 nha các bạn. H204 thì nó có ABCD ha, 1 2 3 4 4 kiểu. 4 kiểu nhưng mà ở đây chúng ta về chỉ có một kiểu thôi nha. Đó. Khá là đẹp ha. Mẫu búp bê này khá là đẹp và chúng ta chỉ cần dán tem cho nó nữa là xong. Đó, và bây giờ thì anh Phi sẽ tới với các bạn qua cái thùng hàng cuối cùng nhé. Chúng ta cận cảnh một chút xíu búp bê hai chị em đi ha. Mắt thủy tinh nè, lông mi vẽ khá là đẹp ha. Lông mi vẽ khá là đẹp, cô em cũng vậy, có hai cái nơ tai thỏ cũng khá là xinh ha. Cái này phù hợp với các bạn nữ nha, các bạn nữ nhỏ. Còn bạn các bạn nữ lớn thì anh Phi không biết là có thích búp bê không, nhưng mà ở cửa hàng Abo cho tới giờ thì chị Thư vẫn thích búp bê nha các bạn nha. Mặc dù chị Thư cũng khá là to rồi đó ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ qua cái thùng hàng cuối cùng nha. Rồi các mẫu búp bê anh Phi đã chất thành một hai chồng ở đây các bạn. Các bạn có thể tìm những cái thông tin, rồi các bạn tìm những hình ảnh và các cái mẫu búp bê khác trong yêu đồ chơi trẻ em.com cái phần búp bê ha. Các bạn vô phần búp bê các bạn sẽ thấy. Còn đây là thùng hàng cuối cùng đây các bạn. Thùng hàng cuối cùng thì ở đây anh Phi có một số mẫu. Một là mẫu xe trớn. Mẫu xe trớn này cũng khá là đẹp đây nha. Xe trớn này là xe trớn cạp đất. Cái hình ở phía trước của nó là một con khủng long nha, Monster ha. Dino sau này là khủng long đó các bạn. Anh Phi đọc cái từ này không được. Anh Phi đọc từ này chị Thư chỉ anh Phi hoài mà anh Phi đọc hoài cũng không được ha. Một chiếc xe trớn cũng khá là đẹp. Cái này khoảng tầm 30cm nha các bạn nhé. Chiều dài của nó khoảng 30cm. Chút xíu nên anh Phi sẽ dán tem. Còn ở đây thì nó sẽ có một cái hộp. Con này là con khổng lồ xanh nha các bạn. Đồ chơi nhưng siêu nhân. Nó nằm trong siêu nhân nha các bạn nhé. Yêu đồ chơi trẻ em. Nó hơi bụi chút xíu. Hồi chúng ta sẽ lấy chổi quét bụi chúng ta quét. Yêu đồ chơi trẻ em. .com cái phần siêu nhân nha. Các bạn xem cái danh mục hàng hóa bên tay trái, vô phần siêu nhân sẽ có cái này. Anh Phi hiện là anh Phi chưa tách ra, anh Phi gom nó vô siêu nhân nói chung nha. Và ở đây nó còn một số đồ chơi cho bé gái nữa nè. Đó, búp bê với xe đạp nè, khá là đẹp phải không? Cũng búp bê xinh xinh nè. Rồi nó có búp bê với lại cái này anh Phi gọi là đu quay. Cái nón nó rớt ra chút xíu ha. Này chỉnh lại chút xíu là đẹp nha. Này đu quay. Rồi ở đây thì anh Phi còn một số mẫu nữa. Rồi bác sĩ không phải, cái này là sơn móng tay nha các bạn nhé. Đồ chơi sơn móng tay nó có đèn, cái đèn này là cái đèn tia UV, nó làm cho mau khô cái keo á các bạn, mau khô cái sơn móng tay nè ha. Nhưng mà móng tay này thì các bạn sơn trên những cái móng tay gì tay này nè nha, đừng sơn trên móng tay thiệt nha. Sơn được không chị Thư? Sơn được, chị Thư nói sơn một trên móng tay thiệt cũng được luôn ha. Rồi không có dính lắm nhưng mà như là đồ sơn móng tay thiệt cho nên các bạn chơi và các bạn lau chùi sau khi chơi nhé, các bạn rửa sau khi chơi. Và ở đây thì anh Phi còn một cái hai cái hộp đồ chơi lắp ráp. Ở đây anh Phi sẽ không gọi nó là Lego nha các bạn nhé,
anh Phi sẽ không gọi nó là Lego, bởi vì Lego là hàng chính hãng của công ty, chúng ta tôn trọng hãng Lego. Chúng ta anh Phi ở đây anh Phi sẽ gọi nó là lắp ráp nút nhỏ nhé. Các bạn vào yêu đồ chơi cho em.com, các bạn vào phần lắp ráp nút nhỏ để tìm những cái bộ đồ chơi nút nhỏ nó như thế này ha, cái dạng nút của Lego các bạn nha. Anh Phi gọi nó là đồ chơi lắp ráp nút nhỏ, anh Phi không gọi là hàng Lego nha, bởi vì nó cũng không phải là Lego, nó chỉ là đồ chơi lắp ráp nút nhỏ thôi. Nút nhỏ, nút to là nút Duplo, thì các bạn có thể tìm trong đồ chơi lắp ráp nút to nha. Đây, còn mẫu này cũng khá là xinh, mẫu này sẽ là mẫu cuối cùng nha. Anh Phi sẽ dán tem xong thì anh Phi kết thúc đợt nhập hàng ngày hôm nay. Mã hàng của nó là 6747, cái này là SWAT nha, SWAT. Tổng cộng của nó là 694 miếng. Và ở đây sẽ là, nó gọi là cái bộ này 8 trong 1 đó các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Không phải, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ha, 8 bộ này. Nó gọi là 8 trong 1. Nhà anh Phi nói chung là hàng nút lắp ráp nhỏ này anh Phi cũng chưa ráp bao giờ. Có thể là 8 thằng nó ráp thành bờ hàng này nè, 8 thằng nó ráp thành một cái phần bự như vậy nè ha. Hoặc là trong 8 thằng này nó sẽ ráp ra hai chiếc này ha, anh chờ ai đã chơi qua rồi thì cho anh Phi ý kiến nha. Rồi tới đây thì anh Phi sẽ kết thúc buổi vui hàng dán tem giá ngày hôm nay, còn chị Thư thì vẫn còn đang miệt mài chụp hình nha. Rồi bây giờ thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.